chủ cũng đang chạy kiện đó. Xin chào các bạn nha. Bữa nay mình có chuyến đi Tịnh Thới rồi, sẵn cũng ghé chỗ đại lý bán túi bô xoài bạn nhà nông nè các bạn. Thì anh em nhà vườn nào mà khu vực Tịnh Thới mà có muốn mua túi bô xoài bên mình thì cứ tới cửa hàng Phước Sang, ấp Tịnh Châu, xã Tịnh Thới nha các bạn. Thì chuyên bán về thuốc bảo vệ thực vật bên xoài luôn. Chung là rất là nhiều loại các bạn, thì mình sẽ quay sơ sơ cho các bạn xem nha. Này anh em dòm xe là biết cái này ha, quy chung thuốc tha hồ lựa chiên bên xoài, khu vực này là xoài không chỉ bán xoài thôi, nói vậy chứ xoài mít đồ cũng có nha. Gidomin, nói chung thuốc của công ty nào cũng có các bạn, giá cả có để hết, chỉ vô lựa thôi. Thì đại lý bên chú Phước Sang này phân phối túi bô xoài bạn nhà nông của mình nha. Anh em nào ở khu vực Tịnh Thới muốn mua thì cứ lợi cửa hàng của chú Phước Sang. Thuốc nhiều lắm các bạn ơi. Thì chuyên bán bên cây xoài nha. Tại khu vực này xoài không các bạn. Thì video mình cũng chia sẻ đại lý bên mình thôi các bạn. Đó. Thì mình cũng xin phép kết thúc video tại đây nha. Thì anh em nhà vườn nào mà cần thì cứ alo trực tiếp số điện thoại bên mình, thì mình sẽ liên hệ với các bạn nha. Đang chạy kiện đó.